Xin chào và trở lại chương trình của The LV News, và chúng ta trở lại bản tin đầu tiên trong chương trình của ngày hôm nay. Đó là sự kiện cái chính quyền của ông Biden rất là desperate. Bởi vì nếu mà thật sự ông Trump chiến thắng cho 2024 sẽ là một trong những cái giai đoạn mà cái nhân viên chính phủ sẽ bị lay off nhiều nhất trong cái quá trình mà gọi là thanh trừng, đóng ngoặc mở ngoặc cái quyền lực ngầm đang giết chết cái nước Mỹ của chúng ta thông qua sự quan liêu và tham nhũng của họ. Chính quyền của Biden đã thiết lập quy tắc mới khiến việc sa thải công chức trở nên khó khăn hơn. Có nghĩa họ đang bảo vệ cái thành trì Swamp của họ đó quý vị. Chính quyền của Biden đã ban hành một quy định mới khiến việc sa thải nhân viên chính phủ trở nên khó khăn hơn trong một nỗ lực rõ ràng nhằm để ngăn cản cam kết của Tổng thống Trump về việc sa thải các quan chức ăn hại. Các quan chức ăn hại nó làm tốn kém cái payroll của chính quyền Mỹ của chúng ta rất nhiều, hoàn toàn định hình lại lực lượng nhân sự của liên bang. Ngày 4 tháng 4, Văn phòng Quản lý Nhân sự của Hoa Kỳ OPM đã ban hành quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ việc làm cho công chức chuyên nghiệp. Trong một tuyên bố, OPM đã ám chỉ rằng văn phòng này đang nhắm tới một hành động nhưng đã được một nhiệm kỳ của Tổng thống tiềm năng ông Trump hứa hẹn là tát càng cái đầm lầy, nhổ tận gốc cái nhà nước ngầm bằng cách khiến sa thải nhân viên chính phủ trở nên dễ dàng hơn. Wow! Trong tuần đầu tiên của chính phủ Biden và Harris, ông Biden đã thu hồi sắc lệnh như chính phủ của ông Trump ban hành trước đó, mang đến cái nguy cơ thay đổi cái hệ thống công chức dựa trên thành tích lâu đời của đất nước chúng ta bằng cách tạo ra lịch trình công chức ngoài lệ mới gọi là lịch trình F, chỉ cho các cơ quan có thể chuyển một lượng lớn nhân viên sự nghiệp sang cái trạng thái công chức ngoài lệ mới. Điều này liên quan đến một sắc lệnh dưới thời của Tổng thống Trump ban hành của 2020, cho phép hàng chục nghìn trong 2.2 triệu nhân viên của liên bang được phân loại thành những người được bổ nhiệm chính trị, giúp việc sa thải nhiều hơn những kẻ ăn bám của chính phủ, ăn bám của người dân và những kẻ gọi là ăn hại. Khoảng 4.000 nhân viên liên bang hiện đang được xem là những người được bổ nhiệm chính trị, những người thường thay đổi tiêu chuẩn của chính phủ, và việc khôi phục lại lịch trình F có thể tăng con số đó lên 10 lần, là 40.000 nhân viên. Lúc nhậm chức thì chính quyền của Biden đã bãi bỏ sắc lệnh hình pháp lịch trình F. Trong khi đó, giữa 2022, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ cố gắng khôi phục cái khái niệm này với hình thức, và hình thức này hoặc là hình thức khác. Ông Trump nói là chúng ta cần khiến việc sa thải dễ dàng hơn đối với quan chức ăn hại đang cố tình làm xói mòn cái nền dân chủ, hoặc là ít nhất chỉ muốn giữ lái công việc làm ăn của họ. Tổng thống Trump đã có bài diễn văn tại Viện Chính sách nước Mỹ đầu tiên vào ngày 26 tháng 7 của 2022. Hứa hẹn sẽ tát cạn cái đầm lầy, nhổ tận gốc cái nhà nước ngầm. Trong bài diễn văn của mình, Tổng thống Trump còn đi xa hơn để kêu gọi Quốc hội thông qua cái dự luật cho phép Tổng tư lệnh về cơ bản có quyền tùy ý sa thải bất kỳ nhân viên chính phủ nào. Ông cho biết thêm, Quốc hội nên thông qua những cải tổ lịch sử, trao quyền cho Tổng thống để bảo đảm rằng bất kỳ quan chức tham nhũng kém năng lực hoặc không cần thiết cho công việc đều có thể thông báo là ông bà bị sa thải và hãy rời đi. Ông nói và nói thêm rằng sau khi những cải tổ như vậy, quá trình đốn sẽ trở nên một nơi hoàn toàn khác. Sau này, trong quá trình vận động tranh cử của mình, cựu Tổng thống Trump đã tiếp tục lên án và ám chỉ cái ý định thực hiện cái lời hứa này. Nhận định của ông phù hợp với mong muốn lâu dài của nhiều thành viên của đảng Cộng hòa là cắt giảm những gì mà họ cho là bộ máy quan liêu liên bang cồng kềnh, kém hiệu quả, trong nhiều cái trường hợp gây tác dụng phản diện. Mặt khác, nhiều thành viên của đảng Dân Chủ xem triển vọng áp dụng lại cái lịch trình F và sáng kiến tương tự là một mối đe dọa đối với các hoạt động của chính phủ và có thể làm gián đoạn sự dự phòng của các công chức quan trọng. Giám đốc của OPM cho biết cái quy tắc này tôn vinh 2.2 triệu công chức chuyên nghiệp của chúng tôi, giúp bảo đảm rằng mọi người được tuyển dụng, sa thải dựa trên thành tích và họ có thể thực hiện cái nhiệm vụ của mình dựa trên chuyên môn chứ không phải là lòng trung thành về chính trị. Chính quyền của Kamala Harris đã cam kết sâu sắc với lực lượng nhân viên này, vì chuyên gia này rất quan trọng đối với an ninh, y tế, sự thịnh vượng kinh tế của chúng ta và hơn thế nữa, đó là Biden tuyên bố.
Bây giờ nó mọc sâu như một rễ trong đó quý vị. Thành ra nó dẫn đến cái tình trạng này có quá nhiều quyền lực. Và gần như tụi nó không bị sa thải khi mà tụi nó làm không đúng cái trách nhiệm của một người mà gọi là trôi bọc cho nhân dân. Quy định mới dài 240 trang này đã ban hành một sắc lệnh khác nhằm phân loại công chức. Dường như mục đích của quy định này là nhằm tạo ra một rào cản để ngăn cản Tổng thống Trump hoặc bất kỳ ai liên quan đến vấn đề đó để sa thải. Tờ Bà Đốc đã không phúc đáp một lời ý cầu bình luận về thời điểm mà khi cái bản tin này được đưa ra. Trong khi đó, cái phố ngôn viên chiến dịch tranh cử của Trump đó là bà Caroline đã ra kế hoạch nghị trình 47 của Tổng thống Trump nhằm xóa bỏ nhà nước ngầm và trao quyền lực lại cho dân Mỹ. Trong đó bao gồm các cam kết rõ ràng về việc ban hành lại các sắc lệnh của 2020. Sử dụng cái quyền lực đó một cách mạnh mẽ và sa thải những cái viên chức ăn hại. Quy tắc này được công bố trong khi cơ quan ghi danh của liên bang sẽ có hiệu lực vào tháng tới để sẵn sàng chống lại một cái sắc lệnh lịch trình ép trong tương lai bằng cách củng cố địa vị và các biện pháp bảo vệ công chức xuất thân từ nhân viên của liên bang. Quy tắc này quy định rằng các biện pháp bảo vệ công việc phát sinh từ nhân viên của chính phủ không thể bị tước bỏ do tùy ý chuyển từ công chức cạnh tranh. Các chức vụ được bổ nhiệm theo quy tắc tuyển dụng và thang lương của OPM sang công chức ngoại lệ và các chức vụ được bổ nhiệm theo quy trình đặc biệt thường có quá trình tuyển dụng được sắp xếp một cách hợp lý hơn. Tương tự, theo nguyên tắc mới, việc chuyển từ một lịch trình công chức ngoại lệ này sang lịch trình công chức ngoại lệ khác sẽ không tước bỏ các biện pháp bảo vệ đó của nhân viên liên bang. OPM cho biết trong một tuyên bố. Một khi một công chức chuyên nghiệp nhận được các biện pháp bảo vệ thì nhân viên đó sẽ luôn có được cái biện pháp bảo vệ đó trừ phi họ tự nguyện từ bỏ. Nguyên tắc này cũng nêu rõ các phân loại hoạch định chính sách áp dụng cho các chức vụ được bổ nhiệm phi chuyên nghiệp, chính trị và không thể áp dụng cho công chức chuyên nghiệp. Cụ thể nguyên tắc này quy định rằng nhóm từ các vị trí như là bí mật, xác định chính sách, hoạch định chính sách hoặc vận động chính sách được mô tả các vị trí không nhận được cái biện pháp bảo vệ công vụ chỉ có thể sử dụng để chỉ định các công chức chức vụ bổ nhiệm phi chuyên nghiệp, chính trị mà không được áp dụng cho viên chức chuyên nghiệp nhằm tước bỏ các biện pháp bảo vệ. Quy tắc cuối cùng cũng thiết lập các yêu cầu thủ tục mới để chuyển các vị trí từ công chức cạnh tranh sang các quan chức ngoại lệ trong cái phạm vi công chức ngoại lệ. Đặc biệt quy tắc này là một quy trình kháng cáo cho các nhân viên liên bang khi bất kỳ hành động nào như vậy mà không tự nguyện nhận liên quan đến việc tước bỏ các biện pháp bảo vệ công chức của nhân viên. Phó giám đốc của OPM đó là ông Rob Sillner cho biết trong một tuyên bố. Quy tắc cuối cùng này được xây dựng trên luật nỗ lực của chính phủ Biden-Kamala Harris trong 3 năm qua nhằm củng cố các cơ quan liên bang và lực lượng nhân sự của liên bang. Cơ quan này cho biết họ xem xét 4.000 bình luận được gửi cho thời gian lấy ý kiến công chúng như một phần xác định của dựa trên quy tắc. Thì cả một câu chuyện này là gì? Cả một câu chuyện này là mục đích của tụi nó là để gom lại những cái quyền lực này và phục vụ cho đảng Dân Chủ. Và rất là khó để mà một cái nhân viên mà không làm được chuyện mà bị sa thải. Đó là cái mục tiêu của họ. Ok, quý vị và trở lại bản tin thứ hai liên quan đến tòa án. Cái bản tin này cũng cho thấy cái sự desperate của đảng Dân Chủ cái thật sự 4 năm tiếp theo của Trump mà họ sẽ không thể tránh khỏi được. Cái bản tin vừa rồi chúng ta thấy là họ đang đặt rất là nhiều cái rào cản cho ông Trump có thể đuổi cổ một số nhân viên chính phủ không làm việc được. Thì bản tin thứ hai này cho thấy họ cũng đang sẵn sàng cho Trump second cái nhiệm kỳ. Khi họ đang kêu gọi thẩm phán tối cao được bổ nhiệm dưới thời của Obama. Đó là ông Sonia, bà Sonia Sotomayor nên từ chức. Để ông Biden có thể appointed một thẩm phán mới. Thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã kêu gọi thêm tiếng nói của mình. Những lời kêu gọi ngày càng tăng yêu cầu thẩm phán của tòa án tối cao bà Sonia Sotomayor nghỉ hưu. Qua đó cho phép ông Biden bổ nhiệm một thẩm phán mới. Thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đến từ Connecticut là Richard Blumenthal cho biết thẩm phán Sotomayor người được Obama bổ nhiệm nên cân nhắc cái yếu tố cạnh tranh khi cân nhắc cái thời điểm rời cái ghế của bà. Ông nói rằng là tôi rất tôn trọng thẩm phán Sotomayor. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy nhưng tôi nghĩ cô ấy thật sự phải cân nhắc những yếu tố cạnh tranh. Chúng ta nên học một bài học
Và ở đây không có gì bí mật về nội dung của bài học. Người xưa vẫn nói, nghĩa địa chứa đầy những người không thể thiếu, bao gồm cả chúng tôi trong thượng viện. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là họ đang cố gắng để yêu cầu bà này từ chức và nghỉ hưu. Để làm gì? Để ông Biden có thể appointed một cái nhân vật khác. Với cái hy vọng là gì? Với cái hy vọng rằng là ông Trump, nếu mà đắc cử thì ông Trump không thể nào appointed được một người khác để thay thế cho bà Mayer, bà Sotomayor. Ở tuổi 69, và thẩm phán này là thẩm phán cao tuổi nhất hiện nay do đảng Dân Chủ bổ nhiệm, bà ta đã không trả lời công khai các lời kêu gọi của đảng Dân Chủ và không có dấu hiệu nào cho nghỉ hưu. Thành viên của đảng Dân Chủ Lumenthal nói, các thẩm phán phải đưa ra quyết định cá nhân về sức khỏe và mức năng lượng của họ, nhưng cũng phải lưu ý đến lợi ích hơn của quốc gia và công chúng trong việc bảo đảm rằng tòa án có hình thức và suy nghĩ giống như nước Mỹ. Nếu mà thật sự ông lo ngại về sức khỏe đó, ông Lumenthal, một thành viên của đảng Dân Chủ, thì ông nên kêu gọi ông Biden đừng tranh cử đi. Ông Biden không bị truy tố trong cái vụ hồ sơ mật là bởi vì ông bị thiểu não và thiếu trí tuệ trong giai đoạn ông là một người tuổi già. Thì không có lý do gì ông nên kêu gọi bà 69 tuổi mình từ chức nghỉ hưu, mà trong khi đó ông ủng hộ ông Biden tái tranh cử với tuổi thứ 81-82. Và thật sự ông Biden cũng chẳng biết ông đang làm cái gì trong giai đoạn hiện giờ. Thượng nghị sĩ cũng nói rằng cuộc sống khá tốt đối với một thẩm phán đã nghỉ hưu, và đồng thời nói thêm rằng họ được trả lương ngang bằng với những gì họ nhận trước đây. Bà ấy là một trí tuệ, một nhân vật đáng kính trọng, đạt nhiều thành tích, vì vậy bà ấy sẽ có nhiều cơ hội để tiếp tục phục vụ cho công chúng, Lumenthal tuyên bố. Các nhà hoạt động và chuyên gia truyền thông cánh tả đã bắt đầu thúc đẩy cân nhắc việc nghỉ hưu khi chính quyền Biden còn tại vị. Trước đó trong nhiệm kỳ tổng thống của Biden, các nhà hoạt động đã ép thẩm phán lúc bây giờ là Stephen Breyer phải từ chức để bảo đảm chiếc ghế này nắm trong một luật gia thiên tài. 2 năm trước, Breyer 83 tuổi đã nghỉ hưu cùng với thay thế của thẩm phán Jackson. Thẩm phán Jackson là một thẩm phán trong phiên điều trần của thượng viện. Không định nghĩa được phụ nữ là gì. Thì vì tưởng tượng giùm tôi đi, một thẩm phán của tòa án tối cao mà không định nghĩa phụ nữ được là gì, không định nghĩa được giới tính là gì, là một thẩm phán như thế nào và phán quyết của họ về tòa án ra làm sao? Trong một bài báo gần đây của Guardian, một chuyên gia cánh tả của MSNBC đã viết rằng thẩm phán Sotomayor phải nghỉ hưu vì lợi ích của tất cả chúng ta. Chúng ta đây là gì? Là lợi ích của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Chứ không là lợi ích của nước Mỹ chúng ta đâu. Nếu mà thật sự lợi ích của nước Mỹ chúng ta thì phải kêu gọi ông Biden không nên tranh cử mới đúng. Bởi đó là bởi vì theo ông Hansen, ông Biden theo sau tổng thống Trump là một số tiểu bang xung đột và đảng Dân Chủ có nguy cơ mất đa số mỏng manh như dao cạo trên thượng viện. Một bài báo của tờ báo Bloomberg News bao gồm các dòng tiêu đề để khẳng định những mối lo ngại thầm lặng về khả năng ngồi ghế dự bị của thẩm phán Soto. Trong khi một bài báo quan điểm Atlantic lập luận rằng bà nên nghỉ hưu ngay bây giờ lập tức. Đáng chú ý, áp lực đáng kể đối với thẩm phán khi đó là bà Ruth Ginsburg phải nghỉ hưu tại tòa án tối cao khi bà qua đời vào tháng 9 của 2020. Cái này là trời giúp đảng Cộng hòa của chúng ta. 2020 tháng 9, về nguyên tắc là tháng 11 là tháng bầu cử, mà bà này mà cố gắng để qua được cái tháng 11 để ông Biden bổ nhiệm, nếu mà thật sự đắc cử cho tháng 11, nhưng mà bà chết trước cái ngày bầu cử. Đúng là trời còn thương cái nước Mỹ. Để giữ là những thẩm phán mà ông Trump được bổ nhiệm thẩm phán bảo thủ, để được một chính sách bảo thủ để check and balance lại cái cách mà ông Biden đang đưa cái nước Mỹ chúng ta ra rời cái vấn đề hiến pháp của nước Mỹ. Phải nghỉ hưu tại tòa án trước khi qua đời tháng 9 của 2020 khi ông Trump còn đương nhiệm. Thẩm phán Amy Porras được tổng thống Trump đã đề cử vào tòa án tối cao vào tháng 10 năm đó. Trước áp lực, thì thư ký của tòa bà đốc là bà Nguyễn Thị Dòng Dòng tuần này cho biết đó là quyết định cá nhân của bà. Đó không phải là điều chúng tôi muốn tham gia. Nhưng rõ ràng đó là điều dành cho bất kỳ thẩm phán nào trong cái ghế thẩm phán. Và họ nên được trao không gian và quyền tự do để quyết định đó. Tôi không có gì khác để nói về điều đó. Trong những bình luận của ông Lumenthal trên chương trình của NBC News, một số thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ không đưa cái đề xuất liệu thẩm phán Soto thật sự có gì hôn hay không. Trong khi đó, thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đó là bà Hirono, người trong ủy ban tư pháp tại thượng viện,
nói với cái kênh MSNBC rằng bà sẽ không nói về việc bất kỳ chọn ai nghỉ hưu. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse đến từ Iowa cho biết ông sẽ không tham gia bất lời kêu gọi nào để rời khỏi tòa án, nhưng tuyên bố rằng đa số của đảng Cộng hòa bổ nhiệm có thể tăng lên. Đương nhiên rồi, nếu mà thật sự trời thương của nước Mỹ, nhà bà Soto này về hưu vào cái lúc ông Trump đắc cử, thì tôi nghĩ đó là vấn đề rất lớn cho cái đảng Dân Chủ, cho quý vị. Ông nói rằng chuyển đến 72, trừ khi từ cái sân bị chiếm giữ đến sân Maga đầy đủ, tôi chắc chắn nếu trọng vắng Ginsburg làm lại điều đó thì cô ta sẽ nghĩ lại việc tự tin và sức khỏe của chính mình. Melissa Murray, giáo sư tại trường luật New York, người từng là thư ký cho thẩm phán Soto, nói với chương trình ABC rằng bà đang vất khỏe và đã hiểu rằng bà sẽ không nghỉ hưu. Bà chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì với tôi. Bà chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì công khai. Về phần thẩm phán Ginsburg, khi có lời kêu gọi bà nghỉ hưu cách đây khoảng một thập kỷ trước, bà đã bất chấp. Hãy để tôi biết ai là tổng thống mà tôi có thể đề cử vào mùa xuân năm nay để gặp trên sân của tôi, thẩm phán đã biết vào 2014. Có nghĩa rằng là cái thẩm phán Ginsburg này ở mức chết là 89 tuổi. Nếu mà thật sự 10 năm về trước bà nghỉ hưu là đâu có ghế cho ông Trump. Hãy tiếp tục đi. Làm sao mà nghỉ hưu được? Mà đó là những gì mà chúng ta thấy. Cái trò chơi chính trị của đảng Dân Chủ rất điếm đàn về điều này. Và đó là bản tin của The LV News. Trở lại chương trình tiếp theo của The LV News vào buổi của ngày hôm nay, Thống đốc tiểu bang Texas bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong chính trị của Mỹ chúng ta. Rất là nhiều khả năng ông Trump sẽ đề cử thống đốc của tiểu bang Texas là ứng cử viên phó tổng thống, bởi vì cái thành tích của ông để bảo vệ biên giới của Mỹ. Và tiểu bang Texas là tiểu bang đứng đầu về năng lượng. Ông đã xuất hiện tại New York vào ngày 4 tháng 4 vào ngày trong tuần này. Thống đốc của tiểu bang Texas đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt sau bài phát biểu của ông tại gala thường niên của Ủy ban Đảng Cộng hòa tại New York ngày 4 tháng 4. Sự kiện ăn tối diễn ra tại khách sạn Hilton đại lộ số 6 tại Manhattan. Ông Abbott nói với khán giả, trong 25 năm qua chỉ có đảng viên Đảng Cộng hòa mới được bầu vào chức vụ trên toàn tiểu bang ở Texas. Bạn có thể làm điều đó ở đây. Không có lý do gì New York không nên có một thống đốc không chỉ tin tưởng về việc nhập cư bất hợp pháp mà còn chống lại việc nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Không chỉ tin tưởng vào nhập cư hợp pháp mà còn chống lại việc nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thống đốc George, một thành viên của Đảng Cộng hòa cuối cùng từ năm 1923 giữ chức thống đốc của tiểu bang New York sau khi Thomas Dewey và Nelson Rockefeller. Theo ông Abbott, trước đây Texas là tiểu bang có đa số là đảng viên của Đảng Dân Chủ trong 100 năm. Ông Gray Abbott nói, bạn có thể có những quan chức dân cử có khả năng cắt giảm thuế, cắt giảm những quy định quan liêu, khôi phục ánh sáng rực rỡ của nền kinh tế New York và biến New York trở thành vùng đất cơ hội như Texas hiện nay. Tiểu bang Texas đã chuyển gần 12.500 người di cư đến Washington kể từ tháng 4 của 2022 và 37.100 người đến New York kể từ tháng 8 của 2022. Ban đầu ông Gray Abbott cho biết ông chỉ chở những người di cư đến thủ đô đất nước sau khi thị trưởng New York Eric Adams đã bắt đầu chỉ trích ông. Thì ông đã gửi họ đến New York mặc dù ông Abbott phủ nhận việc đưa người di cư đến New York. Chúng tôi đã nói với văn phòng của thị trưởng rằng chính Joe Biden đã cử họ đến New York. Nhưng những lời chỉ trích vẫn tiếp tục xuất hiện bất chấp sự phủ nhận của chúng tôi. Vì vậy, sau một thời gian tôi nhận ra rằng tôi muốn được ghi nhận những lời chỉ trích đó và tôi bắt đầu trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp để đến những thành phố tôn nghiêm như là tiểu bang của New York. Ông Abbott cũng đã giải thích rất rõ ràng về điều này. Ông Gray Abbott cũng giải thích cho khán giả vì ông bị tàn tật như thế nào. Năm 26 tuổi tại một tai nạn xảy ra khi ông chạy bộ và anh ta phải ngồi xe lăn kể từ đó, trời tội nghiệp. 26 tuổi còn rất trẻ mà có vợ, có gia đình, làm chính trị, thống đốc bang của tiểu bang mà trong tương lai có thể là phó tổng thống của nước Mỹ. Ông nói, một cây sồi khổng lồ cao hơn nhiều so với trần nhà trong căn phòng này đã đổ xuống lưng của tôi, làm gãy đốt sống và trị sống của tôi, khiến tôi ngay lập tức bị liệt và không bao giờ có thể đi lại được nữa. Chủ tịch hội nghị của Đảng Cộng hòa Hạ viện Elise Stefanik đã tham gia cùng với ứng cử viên cựu thống đốc đó là Lee Cheney, ứng cử viên cựu ứng cử viên thống đốc Lee Cheney.
cựu ứng cử viên quốc hội là Philip và ứng cử viên thượng viện của Hoa Kỳ là Pinions. Giám đốc điều hành quận Nelson cùng với chính trị gia của đảng Cộng Hòa và quan chức dân cử khác. Sau khi cảm ơn Abbott, bà Stephen đã chỉ trích lời kêu gọi ngừng bắn tuần này của Joe Biden nhằm nỗ lực nhằm buộc Israel đầu hàng khủng bố của nhóm Hamas. Theo hãng tin AP đưa tin, ông Biden đã nói với Thủ tướng Netanyahu trong một cuộc điện đàm trong tuần này rằng công dân và nhân viên cứu trợ cần được bảo vệ, nếu không sẽ có hậu quả tài chính. Bà Stefanik đã phát biểu trong bài phát biểu của mình, đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục vượt qua mọi thứ trong khả năng của chúng tôi để sát cánh cùng với đồng minh quý giá nhất của chúng tôi là Israel. Và chúng tôi sẽ chiến đấu hàng ngày để đảm điều đó từ cái hội trường của Quốc hội. Jacqueline Doran, người tham dự dạ tiệc cho biết ông yêu thích những gì mà ông Greg Abbott nói ngoài trừ một lời bình luận. Anh ấy nói rằng sau khi nghe mọi người báo cáo những người nhập cư được gửi đến đây thay mặt ông ấy không làm điều gì đó nhưng sau đó ông ấy đã bắt đầu làm điều đó, tôi không trách điều này. Chỉ vì mọi người đang nói một tin đồn thì bạn cần phải biến nó thành sự thật. Thì đương nhiên có một số cái lời chỉ trích về cách mà ông Greg Abbott đã chuyển những người nhập cư bất hợp pháp đến tiểu bang New York. Trong khi đó, Henry, 54 tuổi, đảng viên của đảng Cộng Hòa tại Bronx đã nhận thấy bài phát biểu của ông Abbott có đầy cảm hứng. Ông nói, việc chuyển người di cư đến New York từ Texas cho chúng tôi thấy được những gì đang xảy ra ở biên giới là một phần của thành phố trú ẩn, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng ta phải làm cho mọi việc xảy ra. Hãy nhìn xem mọi chuyện đang thật sự tồi tệ đến mức độ nào. Cái đảng Cộng Hòa Harry, 72 tuổi, một luật sư nhập cư đã nghỉ hưu tại Manhattan. Chứ biết những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ đang tổn hại tiền lương của chính chúng ta và người dân Mỹ và đảng Dân Chủ thật sự họ muốn giúp đỡ. Tức là lấy từ cái tiền của người Mỹ để giúp đỡ những người di dân bất hợp pháp. Ông nói rằng tôi ủng hộ việc nhập cư hợp pháp, nhưng tôi tin rằng nhập cư hợp pháp là quyết bạch của Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi tin rằng hiện nay chính quyền của chúng ta thật sự là vô chính phủ và chính quyền của Biden đang làm cái nước Mỹ một cách tệ hại. Và đó là chương trình của The LV News. Trong cái bản tin trước thì chúng ta có cập nhật về sự kiện mà ông Biden đã threatening Netanyahu như thế nào. Và đây là bản tin cập nhật cụ thể nhất. Một trong cuộc điện đàm tuần này, ông Biden đã nói với Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu rằng cái tình hình nhân đạo tại Gaza không thể chấp nhận được. Đồng thời nói rằng Israel cần hành động để giải quyết tổn hại dân sự hoặc đối mặt với sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ. Đừng lo, ông Trump chuẩn bị trở lại Tòa Bạch Ốc và ông Trump sẽ ủng hộ hoàn toàn cái cuộc chiến của Israel chống lại nhóm khủng bố của Hamas. Đó là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo này lên tiếng kể từ cuộc công kích khiến 7 thành viên tổ chức chính phủ của trụ sở tại Hoa Kỳ World Center Kitchen thiệt mạng tại Gaza vào ngày 1 tháng 4, trong đó có một công dân mang hai quốc tịch Canada và Hoa Kỳ. Trong cái thông báo của Tòa Bạch Ốc về cuộc điện đàm, ông Biden đã gọi cuộc tấn công này là tình hình nhân đạo Gaza là không thể chấp nhận được. Theo thông báo, ông Biden nói rõ Israel cần phải công bố và thực hiện một loạt các bước cụ thể, rõ ràng và có thể đo lường được để chú trọng về sự an toàn của các nhân viên cứu trợ, gây tổn hại cho thường dân và tổn thất nhân đạo. Ông nói với Thủ tướng rằng cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Gaza sẽ được xác định dựa trên đánh giá của chính phủ về hành vi độc lập và hành động ngay lập tức đối với những bước này. Ông Biden cũng nhấn mạnh quan điểm của Tổng thống rằng định ngừng bắn ngay lập tức là điều cần thiết để cải thiện tình hình nhân đạo và bảo vệ thường dân vô tội. Ông kêu gọi Netanyahu đàm phán một thỏa thuận để đưa con tin còn lại sau vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 của 2023 về nước. Tòa Bạch Ốc cũng lưu ý rằng ông Biden đã nói chuyện với Netanyahu về mối đe dọa công khai của Iran đối với Israel. Ông nói rõ ràng Hoa Kỳ đã ủng hộ mạnh mẽ Israel về mối đe dọa đó. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc là John Kirby nói với giới báo chí rằng cái trọng tâm chính cuộc đàm thoại là giải quyết nhu cầu đạt được ngay lệnh ngừng bắn, tạm thời để đưa con tin ra ngoài đó và đưa hỗ trợ nhân đạo vào. Họ cần thấy rằng những bước đi đang thực hiện rút kinh nghiệm từ cuộc tấn công này và thực hiện whatever giảm thiểu cái tổn hại dân số vân vân. Nói chung lại, bởi vì thấy cái đạo đức giả của chính quyền Biden không? Kể cả luôn chính quyền Mỹ nói chung, kể cả luôn đảng Dân Chủ nói chung, kể cả luôn đảng Cộng Hòa nói chung về điểm này. Khi mà thật sự có sự kiện mà cái nhóm khủng bố Taliban đã tấn công vào nước Mỹ chúng ta vào ngày 9, 9/11,
Thì nước Mỹ chúng ta đổ 8.000 tỷ đô la trong một cuộc chiến tại Afghanistan, rồi cuối cùng ông Biden rút quân tuột quần để Taliban nắm lại Afghanistan. Người Mỹ thì được quyền đi tấn công khủng bố và trà diệt tất cả những nơi như Afghanistan, Iraq, vân vân. Mà trong khi đó đất nước Israel bị cuộc tấn công khủng bố của nhóm Hamas, thì ông Biden bây giờ tuyên bố là Israel phải ngừng bắn để đầu hàng cho Hamas. Tôi giả sử như vậy. Đó là bản chất chung là như vậy, mục đích chính trị. Là bởi vì cái đảng Dân Chủ hiện giờ đang lo lắng một số cử tri trong một số tiểu bang chiến địa. Cái nhóm ủng hộ cho Palestine trong cái chính quyền của đảng Dân Chủ đang thác đặt ông Biden. Để ông Biden đổi chính sách của ông ta để có những cái lá phiếu cho 2024, chứ cũng chẳng có tốt lành gì cả. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra cùng cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ và Israel. Trong đó phía Mỹ chia sẻ sự thất vọng của mình và yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng. Trong khi đó tham mưu trưởng quân đội của Israel tướng Hazi, một cuộc điều tra ban đầu cho thấy cuộc tấn công này là do xác định sai cái mục tiêu. Ông đã bày tỏ cảm kích với sự giúp đỡ và hợp tác của Hoa Kỳ và ông Austin. Tham dự báo chí của tờ báo Nguyễn Thị Dòng Dòng khẳng định rằng chính phủ của Hoa Kỳ sẽ để chính phủ Israel chịu trách nhiệm điều tra. Vào ngày 1 tháng 4, thì cố vấn an ninh Jack Sullivan đã gặp cố vấn an ninh của Israel và bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược Ron Dermer để thảo luận về Israel xâm lược Rafah ở dải Gaza như thế nào. Cuộc họp này được tiến hành qua video bởi ông Netanyahu, quyết định hủy cái chiến tế đã qua trình đốn sau khi Hoa Kỳ quyết định không phủ quyết. Một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn cho phép viện trợ nhân đạo về Gaza. Hoa Kỳ đã bỏ phiếu trắng cho nghị quyết này và nghị quyết không lên án Hamas một cách rõ ràng về vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của 2023. Ông Kirby cho biết sự ủng hộ dành cho Israel vẫn chắc chắn bất chấp việc Hoa Kỳ thay đổi cách mà thật sự họ chiến đấu với nhóm Hamas như thế nào. Và đó là chương trình của The LV News và trở lại bản tin LV News tiếp theo trong chương trình của ngày hôm nay. Xin chào và trở lại chương trình của The LV News. Chương trình ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục sẽ cập nhật về một số các bản tin quan trọng đến nước Mỹ của chúng ta. Bản tin đặc biệt đầu tiên. Thượng nghị sĩ Ron Johnson, một thành viên của đảng Cộng hòa, tuyên bố: tôi không thể quay lưng lại với đất nước của mình. Vấn đề nghiêm trọng nhất của nước Mỹ 2024 là có quá nhiều quan chức thủ đô của đất nước đang che đậy cái tình trạng tham nhũng đã ăn sâu vào nhiều ngóc ngách của chính phủ. Thượng nghị sĩ Ron Johnson, một nhà lập pháp đến từ tiểu bang Wisconsin, đã từng dự định rời khỏi Quốc hội vào 2022 sau cái nhiệm kỳ thứ hai, nhưng đã thay đổi ý định vì quốc gia chúng ta đang gặp nguy hiểm. Ông nói: tôi không thể quay lưng lại với đất nước, mà đặc biệt là không có ai khác có thể lên tiếng cho người bị tổn thương do chủng của tập vị chính gây ra. Ông đang nói là những người mắc bệnh nghiêm trọng gồm có là viêm cơ tim đông máu sau khi được chủng cô tập 19 dưới tài của Biden. Ông Johnson nêu ra sự ngăn chặn các phương pháp điều trị sớm cô tập 19, sự giàn pha nhắm những bác sĩ vốn có lòng can đảm và nhân ái để điều trị cho bệnh nhân cô tập 19. Ông nói thêm, việc che đậy những tổn thương do chủng cô tập 19 gây ra và phương hại đến danh tiếng của những bác sĩ đáng tin cậy, những người bất đồng quan điểm với lối đưa tin của chính phủ và chủng cô tập 19 có nguồn gốc từ Trung Cộng. Ông quy rất nhiều cái trách nhiệm này cho cơ quan của liên bang. Chúng ta đã có một cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA đã bị đại chúng công ty dược phẩm, đại công ty nông nghiệp đã thâu tóm một cách hoàn toàn, ông Johnson nói. Và chúng ta có CDC, một trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, cũng bị họ trâu trớm và thật đáng kinh ngạc trước cái mức độ che đậy của họ. Đúng luôn, Fauci là người thật sự phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ. Và Fauci đã hạ cánh an toàn và đang lãnh lương từ tiền thuế của quý vị với con số kinh hoàng của nó là 600.000 đô la mỗi năm cho tiền pension. Nhà lập pháp đến từ Wisconsin này tin rằng chúng ta thật sự cần các cơ quan y tế liên bang để bảo đảm được an toàn thực phẩm và thuốc. Ông nói chúng ta cần một CDC thu thập những dữ liệu về sức khỏe và sau đó cung cấp thông tin một cách minh bạch. Hiện tại chúng ta không có ai làm về điều đó.
để đánh giá cái nền chính trị của Mỹ đang đi vào thời kỳ chuyển tiếp như thế nào. Nhận xét của ông Johnson về các cơ quan liên bang của bị các nhóm lợi ích đặc biệt thâu tóm nghe rất giống nhận định của Robert F. Kennedy Jr., một ứng cử viên tổng thống độc lập là cháu trai của tổng thống thứ 35. Khi được hỏi về điều này, ông Johnson cho biết hoàn toàn đồng ý với đánh giá của Robert F. Kennedy Jr. về tình trạng lạm quyền điều tiết, regulatory capture. Trước khi tham gia chính trường, ông Johnson đã thăng tiến vào các cấp bậc ở Packard, một công ty sản xuất nhựa, và trở thành giám đốc điều hành vào năm 1985, sau đó ông mua lại công ty năm 1997. Việc làm qua đóng thuế đầu tiên của ông 15 tuổi là rửa chén tại một tiệm ăn tại Walgreens. Ông Johnson năm nay 67 tuổi. Ông nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân của mình sẽ trở thành một trong những nhà điều tra kiên quyết nhất của Thượng viện. Tuy nhiên, ông không thể im lặng trước sự chứng kiến quá nhiều sai trái. Ông đã tham gia cái làn sóng đảng trà Tea Party vào 2010. Dễ dàng đánh bại một ngôi sao đang lên của đảng Dân Chủ, thượng nghị sĩ đương thời đó là ông Rush, gần như 5%. Ông giành được nhiệm kỳ thứ hai nhờ chiến thắng trong cái lần tái đối với ông Rush vào năm 2016 với cách biệt 3%. Lần chiến thắng thứ hai, ông gợi ý rằng hai nhiệm kỳ sẽ là giới hạn của ông. Là người trắng trắng ủng hộ cho Tổng thống Trump và có tiếng nói mạnh mẽ phản đối sự che đậy và tham nhũng trong chính quyền của liên bang. Thành viên của đảng Cộng Hòa đến từ Wisconsin này đã khiến các nhà phê bình thuộc về đảng Dân Chủ của tiểu bang như là gọi cũng như trên toàn quốc tức giận khi ông thay đổi ý định theo đuổi cái nhiệm kỳ thứ ba. Có nghĩa là sự điều tra của ông này đi vào gốc rễ của sự kiện của cô tập 19, và chúng cô tập 19 đến cái mức độ mà đảng Dân Chủ đang cố gắng với mục đích là để loại ông này ra khỏi cái thượng viện của Hoa Kỳ. Kinh khủng bên này quý vị. Mặc dù được nhiều người coi là ghế đương nhiệm dễ bị lung lay nhất của đảng Cộng Hòa vào 2022, nhưng ông Johnson đã tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Thậm chí ông còn đánh bại phó thống đốc của đảng Dân Chủ đó là Manuela Burns với tỷ số 1%. Khi ông chi chiến dịch tranh cử $35 triệu ít hơn Bernie với $41 triệu. Ở một tiểu bang mà thành viên của đảng Cộng Hòa theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống khó có thể giành chiến thắng như ông Johnson đã giành chiến thắng đến 3 lần. 2022 thì đương nhiên ông tiếp tục nhiệm kỳ cho đến 2028. Mối quan tâm trột bật của ông Johnson đối với sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong chính phủ lần đầu tiên được thể hiện một cách sinh động vào tháng 2 của 2015, sau khi đảng Cộng Hòa giành lại đa số thượng viện trong cuộc bầu cử tháng 11 của 2014. Một trong những hành động đầu tiên của ông với tư cách là chủ tịch Ủy ban Thượng viện và An ninh Nội địa và Sự vụ của Chính phủ là tiến hành một cuộc điều tra về cơ sở của bộ cựu chiến binh đang rất rối loạn tại Wisconsin. Cái bộ cựu chiến binh này với thời của ông Obama, và cái thời này cựu chiến binh được đối xử rất là tệ, tại đến cái mức độ mà nó gọi là scandal lớn, và những người nào cựu chiến binh mà có bảo hiểm từ chính phủ đó gần như là họ sẽ bị té là chết trước khi mà có cái hẹn gặp với bác sĩ. Cái điều này chúng ta không dừng nghĩ được cái nước Mỹ chúng ta là xảy ra, nhưng mà thật sự đã xảy ra dưới thời của Obama. Giống như nhiều cơ sở cựu chiến binh khác trên toàn quốc, bệnh viện Thomas VA Medical Center cũng gặp phải những vấn đề trường kỳ. Chẳng hạn như dịch vụ dành cho cựu chiến binh đang tiếp cận điều trị trong tình trạng nguy kịch thì rất kém. Việc chăm sóc dành cho bệnh nhân thì không đạt tiêu chuẩn, ngày càng nhiều cáo buộc về tình trạng vô trách nhiệm đến mức nguy hiểm trong quản lý việc kê cái tòa thuốc. Các vấn đề được nêu ra tại cơ sở này đã được biết đến từ lâu của 2007. Nhưng cái nỗi lo sợ mất việc đã khiến tất cả trừ một số nhân viên đã không thông báo những gì họ biết. Mọi thứ còn tồi tệ đến mức độ một bác sĩ chủ chốt của bệnh viện này đã gọi một cách thân mật là người đàn ông kẹo ngọt Candyman vì đã kê đơn quá mức và kê lại những đơn có loại thuốc mai thủy. Một cuộc điều tra kéo dài của tổng thanh tra của bộ cựu chiến binh đã kết thúc mà không có báo cáo công khai nào được đưa ra. Sau đó tháng 8 của 2014, cựu chiến binh thủy quân lục chiến Jackson đã tử vong và sử dụng thuốc quá liều trong cơ sở này của Virginia, của Wisconsin. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hàng
tá các loại thuốc khác nhau trong cơ thể của ông. Độc tính của dược phẩm hỗn hợp là nguyên nhân khiến cái chết của tử vong. Do sự phản đối một cách quan liêu từ trong nội bộ của cựu chiến binh, đặc biệt là văn phòng của tổng thanh tra, cuộc điều tra của ông Johnson đã kéo dài nhiều tháng. Cuộc điều tra này cũng bao gồm hai phiên điều trần tại hiện trường. Ông Johnson bị buộc ban hành một cái trắc lệnh để có được cái hồ sơ điều tra của tổng thanh tra nhằm để tìm hiểu tường tận cái vụ bê bối chết người này. Một điều tra cao cấp của Quốc hội nhớ lại cuộc điều tra đã nói với tờ báo The Epoch Times: không có kết quả nào được xác định trước cuộc điều tra đó. Rõ ràng là sự thật. Chúng ta có thể tìm sự thật hoặc bằng chứng từ đâu? Chúng ta tiếp tục thực hiện những bước nào để có điều đó, điều tra viên cho biết. Và ông ấy Johnson cuối cùng đã ban cái trắc lệnh cho cái văn phòng của tổng thanh tra, một vị tổng thanh tra mà đã không đưa ra báo cáo. Các điều tra viên lưu ý cuộc điều tra này diễn ra trong chiến dịch tái tranh cử đầu tiên của ông Johnson. Nhưng ông nói chưa bao giờ có một cuộc thảo luận kiểu như vậy. Và tôi cần điều này bởi vì ông X hoặc là điều này bà Y giải quyết. Dù vậy, thật là gì? Bất kể sự thật là gì, chúng tôi đã trò chuyện với tất cả những người muốn nói về điều này. Trong số những vấn đề nghiêm trọng nhất được nêu rõ trong báo cáo 376 trang của Ủy ban về cuộc điều tra là nỗi sợ hãi lan rộng trong các nhân viên của bộ cựu chiến binh tại cơ sở này, đến nỗi không dám tố cáo những hành vi sai trái. Ông Johnson đã dẫn đầu một nỗ lực lưỡng đảng đưa đến việc Thượng viện đồng thuận thông qua một đạo luật để bảo vệ người tố cáo của tiến sĩ Chris vào tháng 10 của 2017. Ông Chris đã tự kết liễu đời mình sau khi phải chịu những đợt trả thù dữ dội, kể cả bị sa thải vì tố cáo việc đơn kê thuốc quá liều cho cựu chiến binh tại cơ sở Wisconsin. Cái vấn đề trù dập trong một số cơ quan ban ngành của chính phủ tại Mỹ nó càng ngày nó càng nặng nề hơn dưới thời của ông Biden nha quý vị. Giống như cái bộ tư pháp, giống như là bộ tư pháp đang bị điều tra, subpoena bởi một số ủy ban như là chủ tịch Jim Jordan vân vân. Về cái cách mà thật sự họ đang cố gắng có trù dập hai cái nhân vật tố cáo sở thuế liên quan đến Hunter Biden và cuộc điều tra của con trai ông Joe Biden là Hunter Biden hay không. Đạo luật này tăng cường các hình phạt đối với những nhân viên liên bang nào trả thù người tố cáo, bổ sung các biện pháp bảo vệ nhân viên tập sự và bảo đảm rằng các nhân viên liên bang trên toàn quốc có hiểu biết sâu sắc về các biện pháp bảo vệ người tố cáo dành cho họ theo luật. Bắt đầu từ năm 2019, Đảng Cộng hòa Wisconsin thường phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Tài chánh Thượng viện lúc bây giờ là ông Chuck Grassley của Đảng Cộng hòa Iowa, cũng là một lực lượng thúc đẩy nhiều cuộc điều tra quốc hội nhắm vào ông Joe Biden. Con trai của Hunter Biden là Hunter Biden và James Biden. Và một số cái mối liên kết với khách hàng như là Trung Cộng, Nga, Ukraine và một số của đất nước khác. Cái sự tác động này rất lớn là bởi vì không có ông Ron Johnson thì chúng ta không biết được những cái sự bê bối của những ban ngành chính phủ trong nhiều cái giai đoạn khác nhau. Trong bài diễn văn tại Thượng viện vào ngày 22 tháng 3 của 2022, ông Mike Johnson đã mô tả cái chi tiết dòng tiền 2 triệu đô la được chuyển qua lại từ công ty năng lượng của Trung Cộng CEFC, China Energy, đến các công ty vỏ bọc của Hoa Kỳ có liên hệ với ông Hunter Biden. Một cá nhân có mối liên hệ nổi bật với là CEFC và Hunter Biden là một người mang tên Patrick Ho, người được Hunter Biden mô tả thư thoại là tiếp tục là sếp gián điệp của Trung Cộng. Trong bức thư vào tháng 10 của 2022 gửi cho biện lý đương thời David Weiss tại Delaware, hai cái thượng nghị sĩ lưu ý rằng các quan chức liên bang đã nhận được lệnh tòa án giám sát trình báo của ngoại quốc cho thấy cái mối đe dọa phản gián tiềm ẩn của Patrick Ho đối với Hoa Kỳ của chúng ta. David Weiss sau đó được bổ nhiệm làm biện lý đặc biệt trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nhắm vào ông Hunter Biden. Vào ngày 2 tháng 11 của 2017, công ty CEFC của Patrick Ho đã chuyển 1 triệu đô la cho công ty của Hunter Biden, đó là Hudson Westry. Ngày 22 tháng 3 của 2018, thì Hudson West Three đã chuyển 1 triệu đô la cho Awasco, một công ty khác của Hunter Biden. Hồ sơ ngân hàng nêu rõ cái khoản tranh toán 1 triệu đô la được thực hiện nhằm mục đích đại diện cho Patrick Ho. Đại diện cho ông ấy đi làm gì? Ông Johnson hỏi.
Lý do mà tại sao cái nhân vật này là cái nhân vật mà cái đảng Dân Chủ rất lo sợ ở trên trường viện. Mà nếu mà thật sự cái đảng Dân Chủ mà thất bại cho 2024 trên cái trường viện mà Tổng thống Trump là Tổng thống của Mỹ đó, thì tôi nghĩ rất là nhiều vụ điều tra sẽ mở lại những cái hồ sơ liên quan đến Joe Biden và Hunter Biden. Theo Bộ Tư pháp, ông Patrick Ho đã dàn dựng và thực hiện hai cái âm mưu để hối lộ chi tiền cho quan chức hàng đầu của cha là đất nước cha và Uganda nhằm đổi lấy thế lợi thế kinh tế cho công ty năng lượng CEFC của China, một tập đoàn trị giá hàng tỷ đô la có trụ sở tại Thượng Hải và hoạt động trong nhiều cái lĩnh vực gồm dầu khí, khí đốt, ngân hàng. Đó là những tội mà cuối cùng đã khiến ông này kết án và tống vào tù của liên bang. Vì vậy, công ty mà ông Patrick Ho đang hối lộ đã gửi 1 triệu đô la cho một công ty mà Hunter Biden quản lý và đầu tư. Đến lượt công ty chuyển 1 triệu đô la cho một công ty khác của Hunter Biden với mục đích đại diện cho ông Patrick Ho, người cuối cùng đã bị kết tội hối lộ rửa tiền bỏ trốn. Vào 2021, ông Johnson và ông thượng nghị sĩ Grassley đã yêu cầu Bộ Tư pháp để cung cấp những tài liệu liên quan đến Patrick Ho. Nhưng gần 3 năm sau, không có tài liệu nào trong số đó được cung cấp. Chính xác 100% luôn. Họ vẫn tiếp tục che giấu để bảo vệ cho ông Hunter Biden. Và ông Ron Johnson và ông Grassley là hai cái nhân vật mà đang cố gắng rất nhiều. Nói chung là cố gắng rất rất nhiều để làm gì? Để có thể đưa ra ánh sáng nhiều điều để chúng ta biết được cái sự tham nhũng của cái gia đình và đế chế của Biden như thế nào. Kinh hoàng vì điều này nha quý vị. Ok. Gần đây, cái đảng viên của đảng Cộng Hòa, ông Mike Johnson và lại tập trung vào Bộ trưởng Y tế và Dịch vật Nhân sinh của chính quyền Biden về nguồn gốc con COVID-19. Trong bức thư ngày 15 tháng 3, ông Mike Johnson, ông Ron Johnson đã cáo buộc ông Bộ trưởng, cái dịch vụ Bộ trưởng Y tế Dịch vật Nhân sinh của Biden đã cản trở sự giám sát hợp pháp của Quốc hội và yêu cầu ông đưa ra những bản ghi các cuộc liên lạc nội bộ giữa bộ liên quan đến sự hiểu biết của cơ quan y tế liên bang về nguồn gốc có thể có của COVID-19 và việc Hoa Kỳ viện trợ cho nghiên cứu con này như thế nào tại Trung Cộng. Bây giờ chúng ta cũng không loại trừ khả năng đâu quý vị. Khả năng chính là gì? Là đất nước Mỹ tài trợ cho Trung Cộng để tạo con COVID-19 và thả đúng cái thời điểm bầu cử cho 2020 để có lợi cho ông Joe Biden. Chúng ta không loại khả năng về điều này đâu. Thật sự khi mà sự kiện COVID-19 vì là có lợi cho cái đảng Dân Chủ gần như mấy chục năm trời là bởi vì họ đã thông qua rất là nhiều cái dự luật bỏ phiếu qua thư rồi kiểm phiếu sau cái ngày kiểm phiếu vân vân và nhiều thứ khác nhau. Gần 3 năm trước, ông Johnson và 4 đồng nghiệp của Ủy ban An ninh Nội địa gồm có thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa là James Blanford đến từ Oklahoma, ông Ron Paul đến từ Kentucky và ông Josh Hawley đến từ Missouri và ông Rick Scott đến từ Florida đã yêu cầu cung cấp những thông tin này. Như ông đã biết đấy, đối với sự giám sát của Quốc hội thì không có việc biên tập lại hồ sơ theo đạo luật tự do thông tin FOIA. Mà tháng 9 của 2021, văn phòng của tôi đã xác định được khoảng 400 cái hồ sơ, 400 trang cái hồ sơ ưu tiên chưa được biên tập lại mà chúng tôi đã yêu cầu xem xét. Ông Johnson đã nói với ông Barbara trong cái bức thư hồi thứ ba, hồi tháng 3. Ông Barbara là Bộ trưởng Y tế dịch vật nhân sinh của Biden. Bất chấp khẳng định của chúng tôi rằng tôi hoàn toàn có quyền tiếp cận thông tin mà theo luật một thành viên thượng viện hoặc hạ viện có thể tiếp cận được. Gần 3 năm sau, yêu cầu ban đầu của tôi, toàn bộ nội dung của khoảng 500 trang hồ sơ ưu tiên vẫn được giấu kín với sự biên tập lại rất nhiều của Bộ. Quyết tâm của ông Johnson muốn theo đuổi cái tính minh bạch về trách nhiệm giải trình trong chính phủ để giúp ông có được bằng hữu lẫn kẻ thù trong và ngoài cái thượng viện. Trong hoàn cảnh bức tranh đen tối của nền chính trị Mỹ đầm lầy của quá trình đốn, nơi mà những lời hứa hẹn thì không đáng giá, còn những bằng hữu đáng trên cày thì vô giá. Thượng nghị sĩ Johnson đã nói cái điều mà ông làm và làm những điều mà ông nói, thượng nghị sĩ Markley nói. Ông nói thêm mọi người trong Quốc hội đều nói về việc đứng lên vì chính nghĩa khi bị tấn công nhưng ít ai thành công vì việc đó. Tương tự như thượng nghị sĩ Ted Budd đến từ tiểu bang North Carolina cũng tuyên bố, ông Ron Johnson là một người theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống, có nguyên tắc người đấu tranh không mệt mỏi để hàn gắn những gì đã đổ vỡ tại Washington 4.
phơi bày nghị trình của cánh tả đã gây tổn hại như thế nào cho những người tạo việc làm, những gia đình làm công ăn lương và thật vinh dự để phục vụ bên cạnh ông ấy. Ngoài quốc hội thì người sáng lập dự án ba ông Mike Davis đã ca ngợi ông Johnson, tức là ông Ron Johnson, là ông trưởng nghị sĩ đến triệu tư bang Wisconsin vì đã cam kết kiên định những nguyên tắc bảo tồn truyền thống và dân trí, đặc biệt là sự cống hiến của ông trong việc giám sát chính phủ một cách nghiêm ngặt thay mặt cho người Mỹ. Ông Johnson luôn thúc đẩy cái tính minh bạch và trách nhiệm giải trình để bảo đảm rằng tiền của người đóng thuế phải được chi tiêu một cách khôn ngoan và hiệu quả. Ông Davis ghi nhận cái công trạng của ông Johnson cùng với ông Grassley đã vạch bài, đã phơi bày sự giả dối trong cuộc điều tra Crossfire Hurricane của FBI. Việc cáo buộc chiến dịch tranh cử 2016 của Tổng thống Trump đã thông đồng với trình báo của Nga. Thượng nghị sĩ Johnson và thượng nghị sĩ Grassley đang tiên phong trong cuộc chiến chống lại cuộc điều tra Crossfire Hurricane nhắm vào ông Trump. Ông Johnson đúng khi nêu ra những bằng chứng và hồ sơ dựa trên những cáo buộc chưa được xác định và đã bị lật tẩy. Những nguồn tin đáng ngờ, những người mà đảng Dân Chủ trên toàn quốc đã trả tiền để tóm lấy ông Trump. Ông Johnson cũng là người đi đầu trong việc điều tra lý do tại sao ông Igor Dechenko, một người cung cấp thông tin hồ sơ chống cho ông Trump lại thuộc danh sách nhân viên chính thức của FBI, đang được thực hiện cuộc điều tra vô cùng thiên vị của chính phủ nhắm vào ông Trump. À, nhắc đến ông Dechenko mới nhớ. Ông Dechenko là người cung cấp hồ sơ cho chống lại ông Trump nhiều mẫu cuộc điều tra của Trump Nga mà nhân vật này lại on payroll của FBI nha quý vị. Mình thấy kinh hoàng chưa? On payroll của FBI có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là có rất là nhiều những cái vấn đề và vấn nạn mà chúng ta vẫn không biết được cái câu chuyện như thế nào, nhưng mà chúng ta biết được một điều là gì? Cái nhóm phía trong, kể cả luôn FBI đã dàn dựng cả câu chuyện này chống Trump. Nhưng việc đứng lên cũng có cái giá của nó. Chúng tôi đã bị thành viên cao cấp Gary Peter của đảng Dân Chủ Michigan và thành viên cao cấp Ron Wyden của đảng Dân Chủ Oregon bị cáo buộc sai sự thật về thu hút và phổ biến thông tin giả của Nga, ông Johnson nói. Điều đó hoàn toàn thật là vớ vẩn. Những báo chí đã chạy theo những tin tức đó và chúng tôi đã gặp hơn 100 bài viết về việc chúng tôi bị lợi dụng làm công cụ của Putin để truyền bá thông tin giả cho Nga, đến khi chúng tôi cuối cùng đưa ra một báo cáo. Thầy ông Ron Johnson, không có gì trong báo cáo này bị bác bỏ. Tất nhiên chúng tôi chưa bao giờ nhận được một lời xin lỗi nào. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự rút lại lời buộc tội nào. Tất nhiên giới truyền thông gần như im lặng về điều này. Theo những người ủng hộ, cách đối đãi của giới truyền thông dành cho ông Johnson, đặc biệt là vấn đề liên quan đến cô tập 19, thường không chính xác và thiên vị. Chẳng hạn như ngày 12 tháng 5 của 2021, tờ báo Washington Post, một tờ báo cánh tả của đảng Dân Chủ đã cáo buộc ông Johnson tuyên bố rằng ước tính khoảng 3.000 tử vong sau khi chích ngừa chủng cô tập 19 đã được hệ thống báo cáo tác dụng phụ của CDC báo cáo là do chủng cô tập 19 gây ra. Bài viết của Washington Post viết, Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch vật CDC cho biết dữ liệu này không chính xác được nguyên nhân và kết quả như bị chủng cô tập 19 và trường hợp tử vong được báo cáo. Một loạt chuyên gia về miễn dịch học đã nói với chúng tôi rằng ông Johnson đã sử dụng sai dữ liệu này và phóng đại những rủi ro đã biết đến khi chích chủng cô tập 19. Tuy nhiên ông Johnson không hề khẳng định cái mối quan hệ nhân quả như việc chủng cô tập 19 tử vong mà thay vào đó dữ liệu cho thấy trường hợp tử vong xảy ra sau khi chích ngừa. Ông nói trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh của tiểu bang Wisconsin. Ông nói rằng chúng ta có hơn 3.000 ca tử vong sau đó trong vòng 30 ngày kể từ khi chủng. Khoảng 40% trong số đó xảy ra hôm cái chích ngừa, ngày thứ nhất hoặc là ngày thứ hai. Bất chấp việc đưa tin như vậy, ông Johnson nói rõ ông có ý định tiếp tục cuộc điều tra của mình. Nếu cái đảng Cộng Hòa mà giành được đa số trên thượng viện của cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới đây, rất có thể ông sẽ bầu làm chủ tịch tiểu bang giám sát thường trực của Ủy ban An ninh Nội địa. Khi được hỏi về thông tin đồn rằng ông có thể quan tâm đến việc kế nhiệm lãnh đạo ông Mark McConnell, ông Johnson nói là hiện nay ông tập trung vào việc xác định rõ hơn những tuyên bố sứ mệnh của hội nghị đảng Cộng Hòa. Hiện nay tôi đang nỗ lực tham gia một tiến trình nhằm để xác định và đưa hội nghị đến sự đồng thuận. Chúng ta đang nói vì điều gì? Chúng ta đang ủng hộ điều gì và chúng ta sẵn sàng chiến đấu vì điều gì? Tôi gọi đó là một tuyên bố mang tính lịch sử, đúng vậy, xác lập một tuyên bố sứ mệnh, các nguyên tắc chỉ thị, mục tiêu. Và tôi hy vọng rằng từ đó các nhà lãnh đạo tiến trình và những người dẫn đầu sẽ xuất hiện.
Ngày 20 tháng 3, thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã gặp mặt và sự ủng hộ của Mỹ-Đặc China trong một phiên họp kín mà ông Johnson để theo đuổi xác định một tuyên bố chung mang tính sứ mệnh, như ông nói. Cái tiến trình này đã xác định và xác nhận được ý kiến đóng góp tốt đẹp từ nhiều người. Những người thường không đồng tình về mọi thứ nhưng mà lấy một số ý kiến được góp thật sự tốt. Vì vậy tôi nghĩ sứ mệnh ban đầu của tôi đã hoàn thành khi mọi người nhận ra không. Chúng ta cần vượt qua cái điều này, chúng ta cần một kiểu mẫu quản trị khác. Một kiểu mẫu hợp tác hơn nhiều, sử dụng tài năng của những người ở đây, một trí tuệ để nỗ lực xác định cái vai trò của mỗi người. Mà đó là cả một câu chuyện của ông Ron Johnson. Và những sự kiện của ông Ron Johnson này thật sự, nó rất là rõ ràng về điều này quý vị, để nó chứng minh cả một cái hệ thống tham nhũng. Nó đã ăn sâu vào chính quyền của Washington DC, từ cuộc điều tra của ông Trump, từ cuộc khủng hoảng liên quan đến VA và nhiều cuộc khủng hoảng khác. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của The LV News, và chương trình LV News được premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Và chúng ta sẽ đi vào bản tin tiếp theo. Bản tin này liên quan đến cái nền kinh tế và thật sự là một sự tai hại tiếp theo của chính quyền ông Biden, khi cái nước Mỹ chúng ta vẫn tiếp tục chẳng có sản xuất gì cả. Theo dữ liệu của Cục Phân tích Kinh tế B, thâm trọng thương mại quốc tế của Hoa Kỳ đã tăng với tốc độ cao hơn dự kiến và tăng ở mức cao nhất trong vòng 10 tháng. Hồi tháng 2, số liệu về mất cân bằng thương mại này đã tăng 68.9 tỷ đô la từ mức 67.6 tỷ đô la được điều chỉnh của tháng 1. Đây là mức thâm hụt lớn nhất kể từ tháng 4 của 2023. Sức cản tăng 2.3% lên mức cao nhất trong lịch sử 263 tỷ đô la nhờ vận chuyển phi cơ dân dụng, dầu thô và đậu nành. Sức cản xe khác giảm. Nhập cản cũng tăng 2.2% lên mức cao nhất của 14 tháng là 331.9 tỷ đô la. Sự gia tăng trong nhập cản được chủ yếu thúc đẩy bằng việc mua xe hơi, đồ gia dụng, điện thoại di động và chế phẩm dược phẩm. Số liệu bổ sung cung cấp của Bi cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ khi nhận được thặng dư của một số thị trường, bao gồm Trung Nam Mỹ là 5.5 tỷ đô la, Hà Lan là 4.3 tỷ đô la, Hồng Kông là 2.8 tỷ đô la, Úc là 1.6 tỷ đô la. Trong khi đó, cái Hoa Kỳ lại nhận cái thâm hụt mạnh nhất đối với nền kinh tế như là Trung Cộng, vẫn tiếp tục mua rác từ Trung Cộng với 21.9 tỷ đô la. Liên minh Âu Châu 17.6 tỷ đô la, Mexico 15.3 tỷ đô la và Việt Nam ở mức 7.6 tỷ đô la. Cái thâm hụt thương mại có xu hướng cao hơn khi giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm khoảng 59 tỷ đô la vào tháng 8 của 2023. Cái mức thâm hụt này vẫn là ít hơn nhiều so với mức nhập siêu thương mại kỷ lục 102.5 tỷ đô la vào tháng 3 của 2022. Trong cái tam cá nguyệt thứ tư của 2023, thương mại đã đóng góp khoảng 0.25% và mức 3.4% tốc độ GDP sau hai lần liên tiếp có số lượng không thay đổi. Một số nhà kinh tế đã cảnh báo rằng số liệu mới về thương mại có thể ảnh hưởng đến dữ liệu GDP của tam cá nguyệt thứ nhất của 2024. Ước tính của mô hình GDP nào của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta dự đoán cái mức tăng trưởng 2.5% từ tháng 1 đến tháng 3. Sau cái đại dịch COVID-19, cái chuỗi cung ứng quốc tế đã bị tình trạng hỗn loạn, dẫn đến chi phí vận chuyển cao hơn, giao hàng chậm trễ hơn, thiếu hụt sản phẩm. Các điều kiện đã ổn định trong năm qua mặc dù có một số trở ngại liên quan đến những tháng gần đây. Cuộc khủng hoảng ở Hồng Hải, tắc nghẽn ở kinh đào Panama, thảm họa tại Baltimore là những vấn đề đau đầu mới nhất của ngành vận tải biển trên toàn thế giới. Trong khi đó, các phép đo về Ngân hàng Thương mại Dự trữ Liên bang thể hiện cái dòng chảy thương mại tương đối là bình thường. Chỉ số áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu của Ngân hàng Trung ương khu vực này đã dao động ở mức 0 kể từ tháng 10 của 2023. Trong khi đó, chính phủ đương nhiệm đã cố gắng đa dạng hóa chính sách thương mại bằng cách ít phụ thuộc vào Trung Cộng. Nhưng mà thật sự chính sách này là hoàn toàn thất bại. Bà Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen sẽ tiến thăm Bắc Kinh trong những ngày tới và nhấn mạnh Hoa Kỳ không tiến hành tách rời mà chỉ đang thực hiện một số sáng kiến giảm rủi ro. Cái vấn đề tách rời này chúng ta chỉ hy vọng là dưới thời của ông Trump thôi. Còn thật sự dưới thời của Biden làm sao mà tách rời được đây? Khi mà thật sự những cái bài viết của cái chương trình trước đã bị thải, con trai của ông đã dính dáng rất là nhiều với thực thể của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Nói chuyện với phóng viên trong trường này, bà Yellen đã lưu ý rằng bà có ý định truyền đạt những lo ngại của tờ báo xung quanh về chính quyền của Trung Cộng
làm ngập cái nền kinh tế bằng công nghệ năng lượng xanh giá rẻ, những cái tấm pin quang năng và xe điện. Chúng ta cần có một sân chơi bình đẳng, bà nói. Chúng tôi lo ngại rằng việc đầu tư ồ ạt như một loạt ngành công nghiệp của Trung Cộng sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa công sức. Các nhà phê bình đã phản đối chính quyền của Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế và chiến lược thương mại nông nghiệp không tham vọng. Tháng trước, tháng 3 của 2024, dự luật tài trợ cho chính phủ trị giá 1.2 nghìn tỷ đô la mới nhất đã bao gồm 21 tỷ đô la dành cho IMF để giúp đỡ các quốc gia có thu nhập thấp khi họ cố gắng thúc đẩy tăng trưởng, ổn định nền kinh tế và cải thiện cho chương trình nợ. Bà Yellen đã từ đâu ủng hộ việc IMF tài trợ nhiều hơn để ngăn chặn Trung Cộng ảnh hưởng lớn đến tổ chức toàn cầu này. Nhưng mà thật sự vẫn tiếp tục một cách thê thảm. Chính sách của Biden với Trung Cộng gần như là chính sách tệ nhất chưa từng có trong lịch sử mấy chục năm trở lại đây. Sau khi tăng vọt mức cao kỷ lục của trong cái quyền thứ hai của 2022, xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ có xu hướng giảm xuống. Trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, xuất cảng giảm 4% so với cùng kỳ của năm ngoái. Nhìn chung, xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ đạt tổng trị giá 191 tỷ đô la vào 2023, đã giảm khoảng 10% so với 2022 trong bối cảnh giá hàng hóa giảm và số lượng chuyến hàng giảm. Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ USDA lưu ý trong một báo cáo rằng xuất cảng vật nuôi và ngũ cốc có mức giảm đáng kể nhất do giá thịt bò, ngô, lúa miếng và lúa mì bị giảm dần. USDA cho biết giá hàng hóa toàn cầu giảm ở mức cao của năm 2022 là một trong những nguyên nhân chính khiến cái giá trị xuất cảng giảm trên diện rộng. Các nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã cáo buộc Joe Biden đã làm nông dân của Hoa Kỳ hoàn toàn thất vọng. Phần lớn do chính phủ của Biden gần như không hành động gì về thương mại nên xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ đang giảm đi. Thượng nghị sĩ Jonathan South Dakota cho biết, năm ngoái Hoa Kỳ có mức thâm hụt thương mại nông nghiệp là 16.6 tỷ đô la. Mức thâm hụt đó được dự đoán sẽ tăng gấp đôi trong cái năm nay. Chúng tôi kỳ vọng thương mại sẽ biến động theo yếu tố kinh tế vĩ mô và điều kiện của thị trường. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh trong những xuất cảng nông sản trực tiếp là do bị khiến tệ hại là bởi vì chiến lược thương mại không tham vọng của Hoa Kỳ. Một chiến lược đã thất bại trong việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường hoặc giảm các rào cản thuế quan, phi thuế quan một cách có ý nghĩa đối với thương mại. Canada, Trung Cộng, Mexico chiếm một khoảng tổng nửa xuất cảng nông sản và sản phẩm liên quan của Hoa Kỳ. Điểm mấu chốt ở đây là cuộc chiến thương mại. Và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung của ông Trump đặt ra và cái deal của ông Trump trong giai đoạn 1, thật sự ông Biden không có enforcement. Tức là ông không có theo cái deal của ông Trump. Và nếu mà thật sự Trung Cộng không sử dụng cái tiền qua để nhập khẩu hàng hóa của Mỹ thì Trung Cộng sẽ đối mặt với vấn đề thuế khóa cao hơn một số mặt hàng hóa khác. Nhưng mà Joe Biden không làm được điều này. Và đó là chương trình của The LV News và chương trình được premiering vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Chương trình 5 giờ chiều là khoảng nửa tiếng đồng hồ và chương trình 7 giờ sáng là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.